Lại với kênh của mình nha. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn gập một bông hoa như thế này. Mình gọi bông hoa này là bông hoa loa kèn nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn gập nhé. Để gấp được bông hoa này thì các bạn sẽ chuẩn bị giúp mình một tờ giấy hình vuông như thế này nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách là các bạn sẽ gập đôi tờ giấy này lên cho mình này. Sau đó các bạn sẽ gập đôi lần nữa nhé. Sau đó các bạn sẽ mở ra. Các bạn sẽ gập đôi theo chiều ngang như thế này. Gập ra vào gập phần còn lại nhé. Sau đó các bạn sẽ gấp nó vào như thế này để tạo thành một hình vuông được. Như vậy mình đã có một hình vuông như thế này. Sau đó các bạn sẽ gấp phần này xuống. Các bạn sẽ ra đằng sau và các bạn tiếp. Phần bên này cũng thế nhé. Chúng ta sẽ gấp bốn mặt như vậy. Chúng ta có bốn mặt. Mình sẽ có một hình như thế này. Để tiếp tục thì các bạn sẽ gập cho mình từ dưới này. Các bạn sẽ gập vào. Các bạn sẽ gập các góc này vào đây nhé. Các bạn cứ gập xong các bạn sẽ lật sang và các bạn sẽ gập tiếp như vậy. Các bạn cứ gập lần lượt nhé. Mình có mắt cuối cùng đây rồi. Mình sẽ gập tiếp vào. Mình sẽ bẻ phần này xuống nhé. Bẻ những cái phần cánh dài này xuống. Và mình sẽ dùng bút mình sẽ uốn cong cái cánh này.
Rồi, như vậy là mình đã có một bông hoa loa kèn như thế này.